Rồi xin chào anh em nhé. À, tối hôm nay trước khi đi ngủ thì làm cho anh em thêm một cái video nữa là giới thiệu cho anh em về con DCF 899N. Hàng này là hàng chính hãng Việt Nam bảo hành lên đến 3 năm nha anh em. Đối với pin sạc sẽ được bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm. Cho nên là anh em nào mà có nhu cầu sử dụng bu lông cho công trình thì đây là sự lựa chọn tốt cho anh em nhé. Rồi ok, giới thiệu qua về con bu lông DCF 899 này cho anh em luôn nhé. Đầu tiên là con này là vòng tua của, à gì, Newton của nó là 950 Newton là maximum. Đây là thực siết nha anh em. Còn lực mở của nó thì nó sẽ nằm tầm 1.500 đến 1.800 Newton. Đây là lực siết vào thì nó nằm là 950 Newton. Đó, đầu của nó là đầu 1 phần 2. Đó, 13 mm. Đó. Thì con này hiện tại với lực 950 Newton thì con này hiện tại là cái con mà giá rẻ nhất trên thị trường. Tất cả các hãng so với Makita, Boss, Milwaukee nó là rẻ nhất. Và chất lượng của nó thì cũng gọi là xịn sò luôn á. Hàng hãng của Daewoo thì anh em khỏi lo về chất lượng rồi. Đó. Rồi ok, tháo ra cho anh em xem bên trong. Rồi ok, đầu tiên là phiếu bảo hành nha anh em. Có phiếu bảo hành gì đầy đủ hết nhé. Phiếu bảo hành, tem bảo hành chính hãng, tem chống hàng giả này kia đầy đủ có hết. Tháo ra cho anh em xem luôn. Sách của con DCF 899 này, DCF 899H này rất là dày luôn. Đó, anh em mua là có nguyên cuốn sách bao la trời bể. Rồi ok, giới thiệu qua về nó cho anh em nhé. Thì cũng như những video trước thì cũng nói cho anh em luôn, thì dòng này là ký hiệu là 18V, nhưng mà 18 20V không quan trọng, nó là đều giống nhau cả. À, con này sản xuất là 2020 đó. 3947 tuần. Anh em lưu ý nha, nhiều anh em cứ nhìn chân pin này rồi anh em kêu là chân pin đã sử dụng, nhưng mà không phải đâu nha anh em. Đây là nó bôi một lớp mỡ lên đó, anh em thấy cái chỗ mà vết này, này đó là nó bôi một lớp mỡ lên, chứ không phải là cái đó là bỏ pin vào xài rồi nha anh em. Con này là nguyên thùng, nguyên hộp, nguyên đai, nguyên kiện, em vừa tháo ra cho anh em xem luôn á. Anh em nhìn đầu là biết này, đầu chưa sử dụng này. Đây. Đầu chưa có gắn tiếp luôn này. Ok nha anh em lưu ý là khi gắn gắn cái đầu 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 khẩu vào á, thì cái chỗ này là cái chỗ có thể ấn ra ấn vào để anh em mở khẩu được này. Thì nhiều anh em bị kẹt khẩu thì anh em có thể ấn đây để anh em lôi khẩu ra cho nhanh. Rồi ok, thì đây là body của nó. Thì body của nó giá rất là tốt, dưới 4 triệu đồng cho một cái body mà 890 Newton, à 950 Newton, thì đối với một cái body mà giá dưới 4 triệu thì quá rẻ luôn nha anh em. Tất cả các hãng, không có hãng nào mà một con bu lông khủng như thế này mà body dưới 4 triệu cả. Cho nên là đây là sự lựa chọn tốt dành cho những anh em mà nào làm nghề nhá, và làm công trình. Đó, thì nó sẽ gắn theo pin 5A như thế này. Đó. Đó. Máy rất là êm, ngon, khỏe, búa rất là lớn nha anh em. Con này búa rất là lớn, máy rất là nặng luôn. Thì lực này thì anh em vặn xe tải thoải mái luôn nha anh em. Đó. Hàng thì Made in China, đó, có gạch mani này. Thì Daewoo này là theo chuẩn của ASEAN, anh em lưu ý. Rồi ok, đây là con 899 lực 950 Newton. Đó, thiết kế bộ này cho anh em là đi theo pin 5A và sạc, giá dưới 6 triệu cho anh em nào có nhu cầu. Đó. Một bộ bu lông như thế này, máy pin sạc giá dưới 6 triệu thì anh em phải hiểu là quá rẻ luôn. Đó, không có hãng nào mà rẻ như vậy hết, cho nên là đây là sự lựa chọn dành cho những anh em nào mà sửa xe tải này. Đó, anh em làm nghề sửa xe tải này kia, hoặc là đi bắn bu lông công trình, siết ốc của nhà tiền chế này kia, thì anh em có thể sử dụng con này. Và đặc biệt thì đối với con này
thì không có thằng nào sánh về giá được hết. Và cũng như chất lượng thì nói chung là trong tầm 950 Newton, thì chất lượng của nó cũng không thua con nào cả. Cho nên là đây là sự lựa chọn tốt dành cho những anh em trong thời gian này nhé. Đó, thì DW của Việt Nam phát triển rất là nhanh. Một năm 2020 thôi là số lượng hàng hóa ra ngoài thị trường cho anh em sử dụng rất là nhiều. Do là thứ nhất là chất lượng có, thứ hai bảo hành tốt lên đến 3 năm, và thứ ba là giá thành rất là rẻ, cạnh tranh được cả Makita, Bosch, Milwaukee luôn. Cho nên là các hãng hiện nay là không, DW nó cạnh tranh thoải mái luôn. Cho nên anh em cứ yên tâm sử dụng. Hàng thì chất lượng thì anh em có thể mua về test hoặc là tham khảo ý kiến của những anh em đã mua rồi. Đó, nếu mà thấy xịn sò ngon lành thì anh em cứ mua xài thôi. Còn anh em nào mà đã xài DW rồi thì anh em sẽ biết rồi. Đó, chất lượng của DW cũng ok, ngon lành. Rồi, sạc của nó là vẫn là điện 220 nha anh em, 45W cho 115. Đó, điện 220 sẵn luôn. Cho nên là thị trường Việt Nam có sạc điện 220 rất là yên tâm cho anh em sử dụng. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video hôm nay. Thì cũng đây là video cuối ngày của em. Thì chúc anh em buổi tối xem video vui vẻ rồi ngủ ngon, ngày mai làm việc. Rồi, cảm ơn anh em nhé. Anh em nào muốn review về con nào của DW này kia thì cứ liên hệ em. Đó. Em sẽ review cụ thể từng con cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em.